Xin chào các bạn, video này như là một nhật ký mini ghi lại một tháng sinh nhật Tâm tổ chức với gia đình và bạn bè thân thiết. Mỗi năm khi tới tháng sinh nhật Tâm thường hay thích tổ chức thành nhiều tiệc nhỏ để một nhóm khách mời có thể cảm thấy thoải mái nhất có thể với nhau. Như vậy bữa tiệc sẽ vui hơn rất là nhiều. Trong sinh nhật của mình thì Tâm cũng thích làm những gì thoải mái nhất có thể, nên sẽ có những lúc là đầu tóc rối bời, vụn áo tứ tung. Nhưng mà sinh nhật quan trọng nhất vẫn là vui chứ phải không cả nhà. Đây là lần đầu tiên buổi tới Six Sense ở ngay Côn Đảo. Rất là vui và áo không biết thế nào nè. Happy birthday Tâm. Không có đi xe nào. Đã cô chở Thảo. Thảo. Ừ, cô chở phía sau. Cô thì đạp giỏi nhưng mà cô chống chân không tới. Thảo nói gì cô chống chân. Bây giờ Tâm sẽ nhắc mọi người đến mức phòng của Tâm nha. Ở cái khu này của Tâm là có 3 phòng, thì là bên kia là phòng của anh trai Tâm và Thảo với mẹ Tâm, còn đây là phòng của Tâm. Có một chỗ Tâm quên giới thiệu với các bạn, đó chính là chỗ này. Một trong những nơi mà Tâm thích, rất là thích của hệ thống resort Six Senses. Đó chính là nơi tắm tiên. Đó, resort ở chỗ nào cũng có hết trong hệ thống Six Senses. Thật ra đây là gần như tắm tiên đúng không? Đó. Nói chung là cảm giác rất là lạ. Đây là chú Hưng với là anh Tin đang livestream nè. Lúc này có anh Vũ Hà nữa. Ủa đâu, sao tắt đèn mất rồi. Rồi nắng mai đến đây chẳng bay khi ta cơn say. Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đông đầy. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị, đây là một tập đoàn chuyên livestream bán hàng, mà không phải bán hàng thường, mà bà chỉ có bán cho cá, bán cá vua biển mà thôi. Bạn livestream độc quyền vào đây, quý vị nhìn đi, kinh khủng khiếp chưa, ghê chưa, đầu tư vô cùng khủng khiếp, mà toàn đến giọng kha hàng đầu Việt Nam, đó, chúng tôi không có mướn người thường, đó, ghê chưa, good. Mà livestream chúng tôi là phải múa minh họa nữa cơ, đó. Em phải múa minh họa, đó. Em phải múa minh họa, quý vị thấy không? Đó. Em phải múa ba lê, chú tù nó hát đấy. Đúng. Đây là quầy phở. Ủa mình có phở gì vậy ạ? À, miếng gà chứ không có phở. Cho em một tô. I'm not friends on the way people chosen to make a stand. I felt strong in the sun as I walked onto passers greed. Saw forgiveness together as phases in between. And I'll be with you through the night. And I'll turn every wrong to right. Baby, we're children of summer. We're meant to be free. Honey, we're not like the others. No reason to be. And my ventures, they brought me to places I've never been. Tâm mới vừa từ biển lên thì bây giờ Tâm đang đến xem thử cái bàn tiệc của mình tối hôm nay, thì mọi người vẫn đang set up ở đây nè. Hello.
How long has this been, like, setting up? How long have you guys been setting up? For how long? Yeah, for how long? Three hours. Yeah, 3 hours. Oh my god, 3 hours. How's your stay so far? It's very good. It's been very good. 3 hours. Yeah. Oh my god. Thank you so much. Wow. That the music, lighting, some light of that would do it more nice and slower. Yeah? For sure. And in the evening looks more attractive. Uh-huh. With all the lighting, right? Of course. Yes. Yeah. Tức là mọi người đã set up ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi. Thì tối nó sẽ có đèn là sẽ đẹp hơn. Tại vì bây giờ mình vẫn đang còn ánh sáng á, nên mình vẫn chưa thấy được cái effect ở đây. Tối mà bắt đầu mở điện lên, có âm thanh rồi nọ. Oh my god, it's gonna be good, right? Let's feel the moon we light. Let's build the castle with our hands. Diễn giả chân à. Thank you. Thank you. Oh yeah. Mèo 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 mèo. Phải quay cái này nè. Gì con đi đâu? Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè mọi người. Căng thẳng lắm. Rồi vô này dạ. Rồi ok. Oh. Ủa gì con đó nè. 1, 2, 3, wow nha, 1, 2, 3, wow nha. Cái bị đổi kịch bản lại. Trời, ước gì con cái đâu á. Thì ganh tị quá. Ganh tị quá. 1, 2, 3, wow đi. Trời ơi. Chứ là nó tùm lum thứ hết trơn á. Gặp lại người xưa, cà phê cũ cùng vui vui. Trời ơi, trời ơi, quá. Sâu nhà trời ơi, cẩn thận tao rồi. Trời ơi, trời ơi, không có tao mày nghe coi kìa. Ủa, nó nghe nè, nó nghe nè, con hỏi thiệt. Nó, mọi người con hỏi thiệt. Mọi người nha, mọi người có hỏi thiệt, ủa nó gớm dữ vậy luôn hả? Ha 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 ha!
tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo. So tonight we just let go. To the beat in the street, every freak out singing like. Đây là đồ đồng phục tối nay. Yeah. Chị muốn gọi cái món đậu hũ chiên trứng muối, nhưng mà anh không biết sao tiệm đó muốn phá cách kiểu gì, chị lại gọi món kia thì nó mới ra cái món là đậu hũ trứng chiên muối. Hay não thiệt luôn á. Xong rồi đó, từ đó cho đi là đó là câu chuyện là... thôi cười. Rồi cái này là biết nó cười thôi, chắc em cười chết. Cười nín thở chết. If you speak now, your words will only tear us apart. I pray you'll find a way to mend your broken heart. Yo, happy birthday to you. Chậm ơi chậm. Yeah. Cô ăn được cái đó lên bây giờ. Cô quay được cái gì vậy? Trời ơi, triệu view. Triệu view nha mọi người. Trời ơi, đây là lộc, tán lộc. Đây là tán lộc. Triệu view. Tán lộc. Đó, phải về nữa nè, phải về nữa nè. Phải về nữa nè. Hồi nãy Tâm hỏi một cái phù nó giạt ra chạy đám mình bu vô lực. Giống như đàn gà vậy. Hello các bạn, Tâm đang trên xe để chuẩn bị lái đến cái chỗ tiệc sinh nhật. Bây giờ nói tiệc sinh nhật cũng hơi mắc cỡ, tại vì đã gần hết tháng rồi, nhưng mà bây giờ Tâm với bạn Tâm mới có thể sắp xếp được một buổi ăn với nhau. Thì bây giờ Tâm sẽ chạy ra với bạn Tâm và tiệc này gọi là tiệc, chứ không phải như mỗi năm gọi là tiệc, đó chỉ là một buổi ăn tối của hai người bạn với nhau thôi. Thì là rất là ít khi nào mà bạn Tâm ở Việt Nam để mà ăn được sinh nhật với Tâm, nên đây là một gọi là năm thứ hai bạn Tâm ở đây. Nên Tâm dành một cái buổi tối riêng dành cho bạn Tâm, và bạn Tâm cũng dành một buổi tối riêng cho Tâm. Thì bây giờ Tâm sẽ lái ra đó để ăn tối với bạn Tâm nha. Thì hôm nay rất là thoải mái thôi, là không hề có make up gì. Tâm chỉ đánh một cái son, Tâm còn mang dép, chẳng làm tóc, chẳng gì hết. Tại vì chỉ là một cái buổi ăn thân mật của Tâm và bạn Tâm thôi. Thì các bạn đi cùng Tâm nha. Tâm tới rồi mọi người. Bạn Tâm tới chắc phải nửa tiếng trước. Ok, hello, đây là Phương. Say hi. Hello. Wish me happy birthday đi. Wish me something. Happy birthday. I wish you were on time. Cắt nha.
đẹp to you. Và đẹp to you. Happy birthday. Cảm ơn các bạn đã cùng Tâm theo dõi video này nha. Đừng quên like video này, subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official cho Tâm nha. Cảm ơn các bạn.